Xin chào tất cả các anh chị, hôm nay tôi sẽ review với các anh chị về tiện ích mạng xã hội trong phần mềm HR Online, phần mềm quản lý nhân sự 4.0. Thì đây là giao diện chính của phần mềm. Chúng ta vào phần tiện ích, chọn mạng xã hội. Đây là giao diện của mạng xã hội. Ở chính giữa đó là dòng timeline, tức là những cái tin tức mà chúng ta đã đăng tải, mà mọi người đã đăng tin trên đây. Chúng ta có thể tạo bài viết mới và đăng những cái thông tin đính kèm những cái hình ảnh, file, rồi là mọi người có thể thích hoặc là bình luận. Ở bên tay trái đó là những cái bài viết gần đây để chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt được tin tức. Và ở bên tay phải đó là sự kiện hoạt động, ví dụ như sinh nhật 11 nhân viên trong tháng 3. Ở bên dưới là những cái thông báo mới. Chúng ta có một cái ô tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm những cái thông tin mà chúng ta mong muốn. Và khi mà có những cái cập nhật mới thì nó sẽ thông báo với các anh chị với cái tiêu đề là truyền thông nội bộ, để các anh chị có thể là nắm bắt được tin tức và không bỏ lỡ những cái nội dung nào. Thì đây chính là tiện ích mạng xã hội trong phần mềm HR Online. Nó giống như một mạng xã hội Facebook mà các anh chị đang sử dụng. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video sau.